Trong phần tiếp theo, Manchester United di sản của Luis Van Gaal và những thay đổi từ Jose Mourinho. Những tin chính đã có trong bản tin ngày hôm nay. Trong buổi tập diễn ra vào sáng nay, thầy trò huấn luyện Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra khá thích thú khi thấy mặt sân số 3 của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam quá đẹp so với các sân cỏ V-League khắp cả nước. Được biết để có được mặt cỏ như vậy, một quy trình chăm sóc rất cẩn thận đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra. Song song với quá trình chuẩn bị của đội tuyển quốc gia, thì cũng tại sân tập của Liên đoàn bóng đá trẻ Việt Nam, các thành viên của U19 Việt Nam cũng đang tích cực tập luyện cho giải National Cup tại Malaysia diễn ra vào đầu tháng 6. Hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có đầy đủ 28 cầu thủ. Tuy nhiên, 3 người trong số họ là Trọng Hóa, Hoàng Đức và Tuấn Hải đang gặp chấn thương và sẽ chưa thể tập luyện cùng cả đội. Mới đây, hậu vệ Trần Đình Hoàng đã ký ra hợp đồng 3 năm với Sông Lam Nghệ An. Dù cả Sông Lam Nghệ An và Đình Hoàng không tiết lộ mức phí lót tay, nhưng theo tìm hiểu, tuyển thủ quốc gia này sẽ nhận 1,5 tỷ mỗi mùa. Theo thông báo được cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới đưa ra, thì Phó Tổng Thư ký Marcus Kanner đã bị sa thải và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Được biết nguyên nhân FIFA đưa ra quyết định này là vì phát hiện những sai phạm về tài chính của vị quan chức này khi tiến hành cuộc điều tra nội bộ. Mới đây, huấn luyện viên Antonio Conte đã cho công bố danh sách sơ bộ của đội tuyển Italia tham dự vòng chung kết Euro 2016. Đáng chú ý trong bản danh sách này là sự vắng mặt của tiền vệ Andrea Pirlo và tiền đạo Mario Balotelli. Ngày 31 tháng 5 tới, huấn luyện viên Conte sẽ phải rút danh sách xuống còn 23 cái tên để tham dự Euro 2016. Tại lượt về playoff Bundesliga, Haris Seferovic đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp cho Frankfurt vượt qua Nürnberg với tỷ số 1-0. Như vậy với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận, đoàn quân của Niko Kovac sẽ ở lại với Bundesliga mùa giải năm sau. Tại vòng 1 giải quần vợt Roland Garros, dù phải chạm trán với Vasek Popisin, tuy nhiên Thomas Burdick chỉ để thua 6 game trước khi giành thắng lợi 6-3, 6-2 và 6-1 để ghi tên vào vòng 2. Ngày 19 tháng 5 năm 2014, Manchester United bổ nhiệm huấn luyện viên Luis Van Gaal vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Cùng thời điểm đó, Luis Enrique cũng trở thành thuyền trưởng của Barcelona. Sau khi giành chức vô địch giải giao hữu International Champions Cup, Manchester United của Luis Van Gaal được ca ngợi là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải ngoại hạng Anh. Dù vậy, ông đã có khởi đầu không tốt với thất bại ngay trên sân nhà trước Swansea. Nhưng điều đó vẫn chưa thấm vào đầu với trận thua tại Capital One Cup trước đội bóng nhỏ bé MK Don. Dù vậy, Van Gaal đã sớm cho thấy khả năng thuyết phục những ngôi sao gia nhập Quỷ Đỏ, trong đó đáng chú ý là Di Maria và Falcao. Chỉ có điều đó đều là những bản hợp đồng thất bại, và Manchester United chỉ có thể kết thúc mùa giải 2014-2015 với một tấm vé tham dự Champions League. Trước thềm mùa giải 2015-2016, những ngôi sao tiếp tục cập bến Old Trafford, trong đó có trò cưng Memphis Depay của Van Gaal. Nhưng rồi cầu thủ người Hà Lan lại gây thất vọng, còn điều Van Gaal có thể tự hào nhất ở thị trường chuyển nhượng là giữ chân thành công De Gea. Sự xuất sắc của De Gea cũng không thể giúp Manchester United có một mùa giải thành công, họ sớm bị loại khỏi Champions League dù rơi vào bảng đấu không quá mạnh. Và những kết quả thất thường liên tiếp tại Premier League đã khiến Quỷ Đỏ không thể giành một tấm vé tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu vào mùa giải tới. Kết quả là dù giúp cho Manchester United vô địch FA Cup, nhưng Van Gaal vẫn phải nói lời chia tay với sân Old Trafford. Vừa rồi là những hình ảnh vui nhộn về hành trình 2 năm dẫn dắt Manchester United của huấn luyện viên Luis Van Gaal. Hành trình đó đã kết thúc vào ngày hôm qua và ngay trước khi chia tay với sân Old Trafford thì chiến lược gia người Hà Lan cũng đã có những lời chia sẻ về quãng thời gian gắn bó với nhà hát của những giấc mơ. Manchester United đã đăng tải bức thư đầy tâm trạng của Luis Van Gaal trong ngày chia tay các học trò của mình. Thật sự là một vinh dự rất lớn cho tôi khi được dẫn dắt Manchester United, và điều này đã làm đong đầy niềm khát khao từ rất lâu trong tôi. Tôi cũng hơi thất vọng vì kết thúc sớm hơn kế hoạch. Tôi tin rằng nền móng đã có hiện tại sẽ giúp đội bóng tiến về phía trước và gặt hái thành công nhiều hơn nữa. Tôi hết sức tự hào vì đã giúp câu lạc bộ giành chiến thắng danh hiệu FA Cup lần thứ 12 trong lịch sử. Tôi đã đoạt được hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp, nhưng FA Cup sẽ luôn là một thành tựu đặc biệt. Cảm ơn các cầu thủ và tôi luôn chúc họ sẽ may mắn. Được làm việc với họ là một vinh dự và còn hạnh phúc hơn khi thấy các cầu thủ trẻ đột phá và nắm được cơ hội lên đội 1. Tôi sẽ tiếp tục dõi theo họ trong các năm sau. Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn ban lãnh đạo vì đã cho tôi cơ hội được dẫn dắt một câu lạc bộ tuyệt vời như Manchester United. Cuối cùng,
tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Sir Alex Ferguson và Sir Bobby Charlton vì đã giúp cho tôi luôn cảm thấy được chào đón như ở nhà trong suốt quãng thời gian đứng trên cương vị huấn luyện trưởng câu lạc bộ Manchester United. Không thể giúp Manchester United giành vé tham dự Champions League mùa giải tới, chỉ có thể mang về một chiếc vô địch FA Cup dù đã bỏ ra rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Có thể nói rằng Luis Van Gaal có rất nhiều điểm trừ trong quãng thời gian gắn bó với Old Trafford. Tuy nhiên, không công bằng nếu như chúng ta có thể cho rằng chiến lược gia người Hà Lan đã hoàn toàn thất bại tại Manchester United. Kể từ khi dẫn dắt Manchester United, Luis Van Gaal đã bỏ ra tới 250 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ. Dù phần nhiều cho số này là chưa chứng tỏ được mình như Di Maria hay Depay, nhưng cũng có những cầu thủ được đánh giá là những bản hợp đồng đáng giá đến từng xu. Tiêu biểu nhất trong số này là Anthony Martial, bản hợp đồng được coi là thành công nhất của Van Gaal tại Manchester United. Một điểm nhấn nữa trong triều đại của Van Gaal tại nhà hát của những giấc mơ chính là việc ông đã biến giấc mơ được chơi cho đội một của rất nhiều cầu thủ trẻ tại Manchester United thành hiện thực. Trong 2 năm qua, Tulip Thép đã trao cơ hội cho 14 cầu thủ trưởng thành từ học viện góp mặt trong đội hình chính thức của Quỷ Đỏ. Cũng từ đó, nhiều nhân tố rất triển vọng đã xuất hiện như Jesse Lingard hay Marcus Rashford. Và cuối cùng, dù không gặt hái được nhiều danh hiệu cùng Manchester United, nhưng chắc chắn Luis Van Gaal đã mang lại rất nhiều kinh nghiệm huấn luyện cho Ryan Giggs, người cũng đang từng bước theo nghiệp cầm quân. Thậm chí có thông tin sau khi huấn luyện viên Van Gaal bị ban lãnh đạo Manchester United sa thải, thì trợ lý huấn luyện viên Ryan Giggs cũng đang cân nhắc khả năng rời Old Trafford để tới dẫn dắt một đội bóng nhỏ hơn. Luis Van Gaal ra đi, Jose Mourinho đang tới. Đó sẽ là một sự thay đổi mang tới nhiều hy vọng cho các cổ động viên của Manchester United và rất có thể sẽ có những bản hợp đồng chất lượng cập bến Old Trafford trong thời gian tới. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những ngôi sao có thể sẽ theo chân chiến lược gia người Bồ Đào Nha tới với sân Old Trafford. Jose Mourinho là người phát hiện ra tài năng của Raphael Varane. Ông cũng chính là người giúp cầu thủ trẻ người Pháp vươn mình trở thành một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Trong khi đó, cầu thủ 23 tuổi này lại đang không hạnh phúc ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Do vậy, nhiều khả năng Mourinho sẽ đưa trung vệ này về khoác áo Manchester United. Bên cạnh Varane, thì Jose Mourinho còn muốn đưa về sân Old Trafford một trung vệ khác, đó là John Stones. Còn nhớ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, khi còn ở Chelsea, Mourinho đã từng theo đuổi rất sát sao trung vệ này nhưng đã thất bại. Tuy nhiên trong mùa giải năm nay, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này vẫn hy vọng sẽ có được Stones để củng cố hàng phòng ngự của Manchester United. Cầu thủ thứ ba mà Jose Mourinho muốn có tại Manchester United đó là Gregor Krychowiak. Trong bối cảnh những Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger đã có tuổi và không còn giữ được phong độ của mình, thì sự bổ sung một tiền vệ phòng ngự giàu sức mạnh như Krychowiak đó là điều rất cần thiết với Manchester United. Ngoài những vị trí nơi hàng thủ, thì Jose Mourinho còn muốn đem đến Old Trafford một tiền vệ kiên thiết. Và cái tên mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đang nhắm tới đó là João Mário của Sporting Lisbon. Được biết, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã sẵn sàng chi ra 27 triệu bảng cho thương vụ này. Và cái tên mà người đặc biệt muốn mang về Old Trafford nhất đó chính là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Chân sút người Thụy Điển vừa hết hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain, anh cũng từng bày tỏ nguyện vọng muốn cùng làm việc với Mourinho trong thời gian tới. Trong khi đó, Jose Mourinho cũng đang cần một cầu thủ có cá tính mạnh và phong độ tốt để vực dậy tinh thần và cả thành tích thi đấu của Manchester United. Nếu như Jose Mourinho có thể mang về Old Trafford tất cả những cái tên kể trên ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, thì đội hình của Manchester United sẽ có được sự cân bằng đáng kể trong cả phòng thủ lẫn tấn công. Cùng với việc chiêu mộ những ngôi sao thì chắc chắn cũng sẽ phải có những người rời Old Trafford. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng xem Manchester United có thể sẽ có những thay đổi như thế nào khi người đặc biệt Jose Mourinho tới với nhà hát của những giấc mơ. Một thay đổi rõ nhất chính là việc những tin đồn xung quanh tương lai của David De Gea có thể sẽ chấm dứt. Mourinho và De Gea có chung một người đại diện đó là Jorge Mendes. Và nếu người đặc biệt tới Old Trafford, khả năng De Gea ở lại là rất cao. Dù vậy, đồng hương của De Gea là Juan Mata rất có thể sẽ phải rời nhà hát của những giấc mơ bởi tiền vệ này từng bị chính Mourinho đẩy khỏi Chelsea. Đó là về lực lượng, còn về nhân sự trên băng ghế chỉ đạo, việc các trợ lý của Van Gaal phải ra đi là điều sớm muộn. Ngoài Ryan Giggs có thể tự quyết về việc ở lại hay ra đi, thì các cộng sự của Tulip Thép sẽ rời Old Trafford trong thời gian tới sẽ là trợ lý huấn luyện viên đội 1 Albert Stuivenberg, trợ lý huấn luyện viên thủ môn Frank Hook và trợ lý phân tích dữ liệu phong độ cầu thủ McGregor. Thế chỗ cho họ sẽ là bộ ba quen thuộc của Mourinho, Steve Holland, Rui Faria và Silvino Luro.
thay đổi nhiều như một tín hiệu tích cực cho các cổ động viên của Manchester United khi nghĩ đến viễn cảnh Mourinho tới Old Trafford chính là việc suốt hơn 10 năm qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn kết thúc mùa giải trong top 3, tức là giành quyền tham dự UEFA Champions League. Đó chính là điều mà Luis Van Gaal đã không thể làm được ở mùa giải vừa qua. Dù cho cá tính của người đặc biệt đã từng không ít lần gây ra những tranh cãi trong làng bóng đá thế giới, tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng Jose Mourinho là một huấn luyện viên tài ba, một chiến lược gia rất được lòng các học trò của mình. Và để hiểu rõ hơn điều này, chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài chia sẻ của giới cầu thủ về Jose Mourinho. Bản thân những thành tựu của Mourinho đã cho thấy tất cả rồi. Ông ấy giành chiến thắng ở những thời điểm khó khăn và hẳn phải có lý do cho điều đó. Đối với tôi, Mourinho là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới. Tôi yêu quý Jose. Ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời, một con người vĩ đại và ông ấy luôn thể hiện niềm đam mê với bóng đá. Với những kiến thức mà ông ấy có thể thay đổi mọi thứ xung quanh. Người ta không ngẫu nhiên mà gọi ông ấy là người đặc biệt.